could be us. So back to what I was saying. It could be us. Lâm Phong hoãn cưới lần 3. Lâm Phong và Trương Hinh Nguyệt kết hôn vào cuối năm 2019. Họ liên tục phải dời ngày tổ chức đám cưới vì dịch bệnh. Ngày 25 tháng 3, HK01 đưa tin Lâm Phong chia sẻ anh và vợ Trương Hinh Nguyệt đều mong sớm tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, năm nay, kế hoạch đám cưới hoành tráng của họ tiếp tục bị gián đoạn vì dịch bệnh. Đây là năm thứ ba cả hai phải dời lịch cưới. Tôi và Hinh Nguyệt muốn lần lượt tổ chức đám cưới ở quê nhà của cả hai. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi lại có nhiều người lớn tuổi. Hôn lễ diễn ra vào thời điểm dịch bệnh gây ra nguy cơ sức khỏe với họ. Sau khi cân nhắc, chúng tôi lựa chọn thay đổi kế hoạch. May mắn là Hinh Nguyệt ủng hộ quyết định, Lâm Phong chia sẻ. Về con gái đầu lòng, Lâm Phong cho biết bé tên tiếng Anh là Luna, tiếng Trung là Cách Cách. Luna có chiều cao vượt trội dù mới 1 tuổi rưỡi, tính cách hoạt bát. Nam diễn viên chia sẻ không để lộ diện mạo của con gái vì muốn bảo vệ bé trước truyền thông và dư luận. Tài tử Ý Thiên Đồ Long Ký cũng cho biết vợ chồng anh đã lên kế hoạch sinh con thứ hai. Nam diễn viên mong muốn gia đình có thêm thành viên mới là một bé gái vào nửa cuối năm nay. Lâm Phong và Trương Hinh Nguyệt kết hôn cuối năm 2019 và có con đầu lòng hồi tháng 9 năm 2020. Cả hai đã phát triển tình cảm thông qua sự mai mối của gia đình từ giữa năm 2018. Hiện tại, Lâm Phong đang ghi hình tác phẩm Cửu Long Thành Trại, Vây Thành. Tháng 1, anh có tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2022 phát hành trực tuyến nhưng không đạt thành công như mong đợi. Màn thể hiện của tài tử bị chê kém, không hợp vai Trương vô kể.